chào mừng đại gia đình mua nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bắc Hưng, bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà đẹp thiết kế theo phong cách lấn ngược, tọa lạc tại trục đường Phan Huyết thuộc phường 15 quận Tân Bình nha quý vị. Một căn nhà trệt lửng 4 lầu với diện tích ngang 4m2, sâu vào 15m, hướng chính là hướng Tây Bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và đang được giao bán chỉ có giá bán là 8 tỷ 600 triệu đồng thôi, vẫn còn thương lượng nha quý vị. Căn nhà xây mới hoàn toàn, thiết kế hiện đại, lửng ngược, rất đẹp, trệt lửng 3 lầu, sẽ có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, một khu vực phòng xông hơi, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng. Hướng Tây Bắc nha, xây mới hoàn toàn năm 2024, sổ hồng riêng, hoàn công sổ sách đầy đủ hết rồi, giá bán chỉ có 8 tỷ 600 triệu đồng thôi. Anh chị nào muốn sở hữu em nói, chúng ta sẽ alo trực tiếp về tới nhà Bắc Hưng. Đường trước nhà là con đường rộng tới 6m, hai xe hơi tránh nhau. Hẻm một xẹt của trục đường chính Phan Huyết thuộc phường 15 quận Tân Bình, sát với trục đường Trường Chinh. Hẻm xe hơi đậu trước cửa nhà. Hẻm rất là rộng nha. Rất rộng, rất thoáng luôn. Thuộc phường 15 Tân Bình nha quý vị. Đường rộng tới 6m, đường thông rất là rộng rãi, thoáng mát nha quý vị. Ta cùng nhà đất Bắc Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong, sẽ có một lớp cổng sắt CNC phía bên ngoài, bên trong thì có cửa nhôm Simfa. Căn nhà xây mới hoàn toàn năm 2024, sổ hồng riêng nha, hoàn công đầy đủ sổ sách hết rồi. Khi chúng ta mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Khoảng sân được khoảng tầm 80 phân chưa tới 1m. Bên trong này sẽ là khu vực gara đậu ô tô. Gara ô tô này rất là dài, dài phải tầm 6m, chúng ta có thể đậu được xe hơi 7 chỗ, xe bán tải trong này. Ốp sàn gạch 80 và đổ bê tông, hai bên tường cũng được ốp gạch cao lên đụng trần. Thiết kế lửng ngược rất là sang, rất là đẳng cấp. Giá bán cực kỳ là rẻ thôi. Chỉ có 8 tỷ 6 thương lượng nha. Hẻm thông, hẻm rộng 6m của trục đường Phan Huyết thuộc phường 15 Tân Bình. Di chuyển vào trong đây, chúng ta sẽ đến với không gian phòng bếp. Phòng khách thì được đưa lên tầng lửng. Đây thì có tặng lại bàn ăn gỗ sồi, 6 ghế. Và có bếp gỗ ăn cường, gạch ốp cao lên đụng trần. Trên thì có làm đèn chùm. Căn nhà giá rẻ chỉ có 8 tỷ 6 thôi. Hướng Tây Bắc nha quý vị. Tây Tứ Trạch. Phía sau này chúng ta có giếng trời và nhà vệ sinh. Đây. Anh chị nào thích sở hữu em nhà đẹp giá rẻ này, chúng ta sẽ alo trực tiếp về tới nhà đất Bắc Hưng. Và hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông YouTube để theo dõi những video mới nha quý vị. Căn nhà xây rất là đẹp, rất là kiên cố và chắc chắn, cực kỳ là sang trọng. Hướng Tây Bắc, hẻm thông 6m, hai xe hơi tránh nhau thoải mái, xe hơi đậu trước cửa nhà vô tư luôn. Cầu thang ốp toàn bộ là đá nam bồ chạy led và tay vịn gỗ cam xe, sử dụng lan can là sắt bạc nha. Tầng lửng sẽ là không gian phòng tiếp khách. Ở đây thì chúng ta sẽ được ốp sàn gạch 80, tặng lại sofa, kệ tivi, tường ốp nhựa PVC và có cửa sổ ra phía bên ngoài. Căn nhà rất đẹp luôn, giá rẻ chỉ có 8 tỷ 6 thôi. Anh chị nào muốn sở hữu em nó, chúng ta sẽ alo ngay trực tiếp về tới bên nhà đất Bắc Hưng nha. Và hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông ngay để theo dõi những video mới. Căn nhà rất đẹp nha mọi người. Rất đẹp, rất kiên cố và chắc chắn. Ngang 4m2, sâu vào 15m, xây mới hoàn toàn. Năm 2024, sổ hồng riêng, hoàn công sổ sách đầy đủ hết rồi. Ở đây thì có ốp kính lên tường này. Tầng lửng này rất là rộng, trên có đèn chùm, tường ốp nhựa PVC. Cầu thang thì ốp toàn bộ đá nam bồ và dụng chạy led. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với lầu 1 phòng ngủ 1-2. Căn nhà sẽ được bố trí 3 phòng ngủ full nội thất và một phòng trống nha. Cửa vào phòng sẽ là cửa gỗ đỏ. Sàn được ốp sàn gạch da gỗ nha. Phòng ngủ thì có sẵn hết nội thất rồi. Có bàn công phía trước đúc bed 2. Đấy, máy lạnh mới, toàn bộ là máy lạnh Toshiba Inventor. Nhà xây rất là chắc chắn và kiên cố nha. Cửa nhôm Simfa, cửa dày. Đây, có ban công, lan can là inox và kính cường lực. Giá thì được giao 8 tỷ 6, thương lượng mạnh nha quý vị. Anh chị nào muốn sở hữu em nó, chúng ta sẽ alo ngay về tới nhà đất Bắc Hưng nha. Toilet bồn cầu khối, gạch ốp cao đụng trần, quạt hút, vòi inox trắng. Phía sau đây sẽ là không gian phòng số 2. Phòng này thì cũng đang để trống nhá, mới tặng mỗi cái máy lạnh thôi.
Phòng rộng rãi và thoáng luôn, toilet riêng. Anh chị nào muốn sở hữu căn nhà này, chúng ta chữ alo về tới bên em Hưng. Và tiến lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 2, phòng số 3, số 4 nha mọi người. Trên này thì cũng có hết nội thất rồi, chúng ta chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Nội thất sẵn hết luôn. Ngoài có ban công đúc rộng và cửa nhôm sinh pha. Đấy, căn nhà rất là đẹp, rất là sang tại trục đường chính Phan Rí thuộc phường 15 quận Tân Bình. Vị trí đẹp, hẻm to, hai xe hơi tránh nhau và hẻm thông nha. Hẻm một sẹt hẻm thông. Giá bán thì vô cùng êm. 86 thương lượng. Máy lạnh toàn bộ, máy lạnh loại mới. Đây, toilet riêng, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Có một cái phòng sông hơi trên sân thượng sau. Phía bên này sẽ là không gian phòng ngủ số 4 nha. Có luôn nội thất rồi. Anh chị cô chú quan tâm đến căn nhà này, hãy alo trực tiếp với tem Hưng để được đi xem và sở hữu em nó nha. Và chúng ta xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông cũng như là có nhận xét gì về căn nhà này, chúng ta chỉ bình luận xuống dưới video nha. Căn nhà khá là đẹp tại trục đường Phan Rí phường 15 Tân Bình. Tôi đã riêng hết luôn. Rồi, quạt hút đầy đủ hết nha. Và tiến lên trên lầu 3 sẽ là khu vực sân thượng, phòng thờ, phòng giặt. Trên này được ốp sàn gạch giao gỗ, có tặng lại một cái bộ bàn ghế bằng đá. Bên sau này thì sẽ là khu vực giặt phơi đồ, có cầu thang sắt di chuyển lên trên nóc. Ở đây thì ốp gạch hết luôn để cho chủ nhà chuẩn bị làm cái phòng sông hơi. Đây có cửa sổ phía sau luôn nha. Đấy, phòng cái phòng sông hơi khu vực này nha, vài hôm sẽ làm thêm cho anh chị cái khu vực phòng sông hơi ở đây. Và phía trước sẽ là khu vực phòng thờ, có cửa sổ ra phía ngoài hết nha mọi người. Đây, phòng thờ không có sân thượng trồng cây. Video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.